trẻ lúc mà nó bệnh nó chết đi này nó cũng chết trong cái tiếng niệm Phật này chị. Yeah. Muốn các bé sau khi hết phần làm kiếp chó kiếp mèo thì nó sẽ được tái sanh làm người. Chị thì chị rất là tin cái câu niệm Phật, cái câu chị tin cái sự màu nhiệm của câu niệm Phật, câu Phật hiệu. Thì hồi xưa chị cũng có tham gia vô trong ban hội niệm. Thì chị nghĩ như thế này, cái hội niệm đó là cận tử nghiệp, là tức là mấy người sắp chết á, người chết cái kiểu này, người chết kiểu kia, không phải là vừa ấy xong là người ta được chết liền đâu. Người ta giật giụa thế này kia thì rất là cần cái câu niệm Phật. Thì chị muốn là gieo duyên tiếng niệm Phật cho các bé. Dạ, là mình để mình mở cả ngày luôn hả chị? Thì chị mở cả ngày. À dạ. Thì theo chị học, chị cũng đọc sách rồi chị cũng học Phật, thì nói là cái lúc mà mình chết á, mình được nghe tiếng niệm Phật á thì đi nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Rồi các bé chó, ví dụ như các bé chó nó trong này nó đâu có làm cái gì, nó đâu có gây nghiệp gì nó đâu, thì lúc mà nó bệnh nó chết đi thì nó cũng chết trong cái tiếng niệm Phật này chị. Muốn các bé sau khi hết phần làm kiếp chó kiếp mèo thì nó sẽ được tái sanh làm người. Dạ, cho nó thanh thản đúng không nó chị? Nó lúc mà nó đi nó không đau đớn.